chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn ngày hôm nay đã đến với chương trình tư vấn sản phẩm của siêu thị máy HC Hải Dương. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm chăm sóc quần áo cao cấp đến từ thương hiệu LG với tên model là LG Styler S35S. Vậy xin mời các bạn cùng tôi đi tìm hiểu sản phẩm này nhé. Với thiết kế sang trọng, hiện đại, tông màu trắng trang nhã kết hợp cùng mặt kính bóng bẩy tại ứng chiều sâu thị giác, nâng tầm đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn. Máy sử dụng màn hình hiển thị LCD, nút bấm cảm ứng thông minh. Giặt là sấy 3-trong-1, máy giặt hấp sấy LG Styler ứng dụng công nghệ giặt hơi nước True Steam hiện đại nhất thế giới. Máy không cần đi đường nước. Tích hợp 3 chức năng, 3-trong-1 giúp người dùng tiết kiệm đáng kể không gian, thời gian và chi phí. LG Styler được trang bị một ngăn chứa nước sạch, một ngăn chứa nước thải. Trung bình mỗi lần giặt có thể chăm sóc tối đa 3 sản phẩm và tiêu tốn không quá 2 lít nước. Giảm vết nhăn, làm mới sợi vải, giữ chọn phong dáng. Hệ thống tự động chuyển hóa nước sạch thành hơi nước đi qua từng lớp vải kết hợp với sự chuyển động rung lắc của móc treo với tần suất 180 phút sẽ đánh bật vi khuẩn, mùi hôi và vết bẩn vương trên quần áo. Hơi nước có tác dụng xóa bỏ nếp nhăn, giúp quần áo giữ nguyên phong dáng ban đầu. Công nghệ True Steam không dùng hóa chất, bột giặt hay dung môi giặt khô, do đó sợi vải được bảo vệ tuyệt đối và bền đẹp hơn. Tủ diệt 99% vi khuẩn, mùi hôi với phương pháp khử trùng tự nhiên, an toàn bằng hơi nước. Máy giặt loại bỏ 99% virus, chất dị ứng, mùi hôi khó chịu. Sau khi được làm sạch, quần áo sẽ được ướp bằng hương thơm dịu nhẹ tinh tế nhờ giấy thơm tạo mùi độc đáo. Với tính năng tạo nếp cấp hoàn hảo cho quần Âu, LG Styler sở hữu một giá treo riêng biệt ở cánh cửa có chức năng phục hồi nếp nhăn, giảm nếp nhăn ở đầu gối, thắt lưng và mọi nơi khác trong vòng 20 phút. LG Styler là một trong những thiết bị chăm sóc quần áo tốt nhất hiện nay. Trên đây tôi đã giới thiệu một số tính năng cơ bản của dòng sản phẩm chăm sóc quần áo cao cấp LG Styler S35S hiện đang được bày bán tại siêu thị điện máy HC Hải Dương với mức giá vô cùng là hấp dẫn. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới màn hình để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.